Xin chào các bạn thân mến. Ngày hôm nay thì Sơn đã có mặt ở một cái nơi rất là đặc biệt. Như các bạn nhìn đấy, đằng sau Sơn thì đó là một cái sân khấu để người ta tổ chức một cái lễ hội rất là hoành tráng. Một cái lễ hội mà đây, như các bạn xem đây, lần thứ 15 tại đất Bắc Hà, quê hương Bắc Hà. Thì ngày mai là ngày Chủ nhật thì sẽ bắt đầu tổ chức một cái lễ hội gọi là lễ hội đua ngựa. Một cái lễ hội rất là nổi tiếng ở đất Bắc Hà, Lào Cai các bạn ạ. Thì cái lễ hội này được tổ chức trong vòng một tuần. Thì ngày mai là ngày Chủ nhật và ngày mùng 5 tháng 6 thì là sẽ là ngày khai mạc. Và sẽ là cái buổi chung kết sẽ là vào ngày Chủ nhật tuần sau. Đấy, thì ngày hôm nay thì Sơn đã có mặt ở nơi đây và Sơn ghi những cái hình ảnh ở nơi đây để truyền tải lên cho quý vị các bạn ở khắp nơi mọi miền Tổ quốc được biết đến cái lễ hội đua ngựa ở đất Bắc Hà này nhá. Và đặc biệt nữa là quê hương Bắc Hà thì còn một cái món mận Bắc Hà rất là ngon, rất là ngọt, rất là giòn. Và ngày hôm nay thì Sơn sẽ cố gắng để ghi lại tất cả những cái hình ảnh ở quê hương đất Bắc Hà này truyền tải lên cho các bạn xem nhá.
Đây là cái khu vực sân khấu mà buổi tối ngày hôm nay thứ bảy mọi người sẽ tổ chức văn nghệ để chuẩn bị khai mạc cái buổi lễ hội đua ngựa vào ngày mai các bạn ạ. Thì ở nơi đây thì Sơn thấy có một sân khấu rất là đẹp, và đây thì cũng có một số những cái gốc mận mà người ta đem ra đây để trưng bày, nói lên là cái những trái mận của quê hương đất Bắc Hà các bạn ạ. Thì ở khu vực này thì nó cũng đang là trong cái khâu chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay và cho ngày mai nữa. Cho ngày mai thì sẽ đua ngựa chính thức là khai mạc vào ngày mai, mùng 5 tháng 6 năm 2022 các bạn ạ. Còn ở quanh khu vực này thì nó sẽ có một số những cái gian hàng giới thiệu về sản phẩm của quê hương đất Bắc Hà. Trong ngày hôm nay thì các du khách ở thập phương, ở khắp mọi miền Tổ quốc cũng đã đổ về đất Bắc Hà này rất là đông rồi các bạn ạ. Ngày hôm nay thì trong mấy khâu chuẩn bị thôi, thế nhưng mà mọi du khách cũng đã đổ về đây rất là đông để mọi người được chứng kiến, được tham gia xem cái lễ hội đua ngựa của đất Bắc Hà này các bạn ạ. Còn đây thì cũng có một số du khách là họ lên khi mọi người lên tham gia cái lễ hội này thì đang review ở đây, chụp ảnh lưu lại những bức hình làm kỷ niệm ở khu vực sân khấu tổ chức lễ hội đua ngựa này các bạn. Giờ đây thì tôi mới gặp một anh thanh niên đang ôm em xích thố đó nhảy lên. Ngày mai có tổ chức đi đua không anh trai? Mai tổ chức đua vòng loại à? Anh có tham gia không? Có. Có tham gia luôn à? Vâng. Thế là mai đua bằng con này luôn chứ? Đúng, đúng, con này luôn. Thế à, con này số báo danh bao nhiêu? 315. À, số báo danh 315 à? Thế chúc anh ngày mai để vượt qua vòng loại nhá. Vâng. Ok, cảm ơn anh. Khi Sơn ra khu vực đằng sau sân khấu thì cũng bắt gặp rất là nhiều các bạn người đồng bào. Ở đây thì chắc là các bạn chuẩn bị để kiểu như là chuẩn bị trong cái khâu chuẩn bị để biểu diễn văn nghệ vào buổi tối ngày hôm nay. Ở đây mấy em này đang chuẩn bị để tối nay biểu diễn văn nghệ à? Đây là đang cầm cây xin tiền đúng không? Cây xin tiền à? Thế tối nay là biểu diễn ở đây à? Xin chào mấy bạn nhá. Mấy bạn gái rất là xinh đẹp. Thế là tối nay là các bạn sẽ biểu diễn chương trình gì? Đây bọn cháu diễn ở bên chợ đêm ạ. Diễn bên chợ đêm à? Chứ không phải diễn ở đây à? Thế là diễn ở múa xin tiền đúng không? Thế là tất cả mấy bạn đây là nhà ở đâu? Bọn cháu bên bản phố ạ. Bên bản phố à? Thế là tối nay là diễn ở bên chợ đêm. Đây, mời xem là các bạn là người Mông. Các bạn là người Mông Hoa nhỉ? Đúng không? Mông Hoa. Đấy, có những cái bộ trang phục rất là đẹp các bạn này. Rất là xinh nhá. Đấy, bạn sinh năm bao nhiêu? Bạn 94 à? Thế là tối nay cũng biểu diễn văn nghệ bên chợ đêm luôn. Thế à? Đây, còn bên này nữa. Các bạn gái ở đây thì cũng đang chuẩn bị, khâu chuẩn bị để tối nay biểu diễn văn nghệ. Nhìn thấy bạn nào cũng xinh này. Đấy. Chào các bạn nhá. Đấy, chúc các bạn buổi tối nay biểu diễn thật hay nhá. Sẽ rất là nhiều khán giả để ủng hộ cho các bạn luôn. Đây nữa. Đấy, bắt gặp mấy bạn đang cầm khen này. Đây, cầm này để tối là cũng biểu diễn luôn à? Thế à? Thế tối là mấy chú cháu anh em là cũng biểu diễn bên chợ đêm đúng không? Thế là đây là đồ nghề dụng cụ để chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay đúng không? Dụng cụ đây là khèn các cụ ngày xưa rồi. Đấy, theo cái truyền thống từ ngày xưa rồi đúng không? Vâng, thế là nhà anh là ở đâu? Cũng bản phố luôn. Thế là mọi người đây là một dãy người đây là toàn người bản phố hết à? Thế là mấy giờ tối nay thì sẽ bắt đầu biểu diễn anh? Ở chợ đêm là 7:30-8 giờ. 7:30-8 giờ. Thế chương trình của bọn anh là mấy giờ thì bắt đầu lên biểu diễn? Chương trình của anh là bây giờ là 4 giờ hơn, mình diễn đây thôi, diễn đây xong là mai. Đây là mình diễn thử, mai mới diễn thẳng. Có nghĩa là chiều nay mình tập thử đấy, tập thử ở đây thôi, xong bắt đầu mai thì khai mạc thì bắt đầu diễn thật ở đây. Thế à? Thế thì buổi tối nay em sẽ ghi lại hình ảnh của mọi người nhá, và ngày mai nữa. Về để ghi lại những cái hình ảnh các anh thổi khèn và mà múa đúng không? Đấy, cảm ơn anh nhá. Sang khu vực bên này thì đã có một số những anh xích thố đã chuẩn bị ở bên này rồi các bạn này. Đây,
đã có một số các chú ngựa đang được người dân bản đã chuẩn bị đây để cho buổi đua lựa ngày mai các bạn ạ. Con ngựa là cũng đeo những cái gọi là đây, à đây như bên này đây, nhìn có số báo danh luôn này các bạn này. Đấy. Chào bạn nhá. Đấy, ngày mai là cũng tham gia giải đua luôn đúng không? Bắt đầu là vòng loại ngày mai đây. Đấy. Đấy là ngựa này có số báo danh luôn đây đúng không? Bắt đầu đánh số báo danh này 341 này. Đấy là bắt đầu là mai tham gia là vòng loại là. Ở đây con này không đeo những cái kia à? Như con bên kia à? Chưa đeo à? Đó, đây là những cái khâu chuẩn bị cho giải đua vòng loại ngày mai các bạn ạ. Thì đây là chủ yếu là những người đồng bào, người bà con, người Mông thì cũng đã chuẩn bị những cái. Thế này là con nào cũng phải đeo những cái kiểu như là trang phục đấy đúng không anh? À, thế là con của mình là số báo danh bao nhiêu anh? 315. À, 315 vừa ghi đấy nhỉ? Vừa quay cái kia đúng không? À, rồi cố gắng ngày mai để vượt qua vòng loại nhá. Đây là một chú ngựa trắng số báo danh 05. À, chào chú nhá. Đấy, chú có con ngựa nhìn có vẻ đẹp quá nhỉ? Bạch mã đấy đúng không? Bạch mã là có số báo danh là 305. Ngày mai cũng tham gia. Đây tất cả những con ngựa này ngày mai sẽ tham gia. À, ngày mai thì có tổng số là bao nhiêu con ngựa để đua trong vòng loại ngày mai? Hơn 60 con. À, thì cũng nhiều đấy anh nhỉ. Vâng, cảm ơn anh nhá. Đây toàn là ngựa đẹp thôi các bạn ạ. Những chú ngựa đẹp rất là trông có vẻ rất là khỏe khoắn. Gọi là mã lực đấy. Đây có con ngựa bên này của nhà bác này nhìn có vẻ là rất là to khỏe. Chào bác nhá. Ôi, con này nhìn có vẻ là khỏe mạnh đấy nhỉ. Con này có khi nó đạt giải nhất đấy. Có khi là đạt giải nhất đấy. Đấy. Thế là anh tham gia đua ngựa nhiều lần chưa? Nhiều ấy. Cũng nhiều rồi à? Là niềm đam mê thôi. À, thế là mình cũng người Mông à anh? Người Tày. À, người Tày á. Thế là tham gia nhiều năm thì đã năm nào giật giải nhất chưa? Ôi, ngựa đang hú. À, hỏi lại anh là đã có năm nào giật được giải nhất chưa anh? Được giải 3 thôi. À, giải 3. Giải 3 là cao nhất rồi ạ. Thế năm nay thì cố gắng để chiến đấu để được giải nhất anh nhá. Cũng không biết thế nào ạ. Bởi vì tận bao nhiêu con cơ mà nhỉ? Đấy là vòng loại là 60 con à? 65 con ạ. 65 con đấy, xong rồi là đấy là vào vòng chung kết thì là còn bao nhiêu con? À, đấy, chung kết thì sẽ tổ chức vào chủ nhật tuần sau cô nhỉ? Và đấy là tuần này thì bắt đầu là khai mạc và vòng loại đã. Và đấy, cảm ơn cô nhá, cảm ơn chú nhá. Đây cả một cậu bé nữa mặc một bộ quần áo rất là mới, đội thêm quả mũ cao bồi, đang dắt ngựa đây. Đang dắt ngựa cho bố à? Thế á, thế bố đâu rồi? À, bố kia. Đấy, dắt ngựa cho bố đây để tham gia giải đua ngựa đây các bạn này. Giải đua ngựa Bắc Hà. Toàn là ngựa đẹp thôi các bạn nhá. Đấy, quay mặt ra đẹp đấy. À, chú ngựa đến từ Điện Biên à? Ôi, cũng khá xa đấy nhở. À, thế là đường đua ngày mai là ở chỗ nào? Trên sân vận động. À, đua trên sân vận động à? Thế là mình cứ hôm nay cứ tập kết ở điểm danh đây đấy đúng không? Hôm nay là chỉ diễu hành thôi. Gọi diễu hành xong rồi mai bắt đầu mới đưa lên sân vận động để vào vòng loại. Vâng. Ok bạn, đấy là mình là chú ngựa này là mua từ trên Điện Biên về à? Mình cũng chú ngựa này mình cũng là Điện Biên. À, mình cũng là người Điện Biên luôn. Mình là người Điện Biên. Mình người Điện Biên về đây để tham dự thôi đúng không? À, rất là hay đấy nhỉ. Vượt một quãng đường rất là xa xôi để về đất Bắc Hà này tham gia cái giải đua ngựa này. 400 cây đấy. Khá là xa, từ Điện Biên về đây khá là xa đúng không? Nói chung là xa thì là mấy thằng em chú này xa nhất rồi. À, rồi. Rồi, anh em cố gắng tham gia cuộc thi cho nó vui. Vâng. Vui trước rồi giải đủ các thứ thì gọi là cứ tính tạm tạm sau đúng không? Thuê xe nữa là bất hợp
hơn 15 triệu đi từ bên kia sang một mình. Thuê xe chở ngựa sang đây là mất 15 triệu tiền cước xe rồi. Là đi ra là phải mất 15 triệu. À, nguyên tiền cước xe mất 15 triệu rồi. Chương trình ăn uống ở đây hơn chục ngày. Ồ, đấy nói chung là cũng vì đam mê thôi đúng không? Cái này vì đam mê. À, thế giải nhất của nó thì đạt giải nhất thì được thưởng 50 triệu. Ồ, thế thì thôi cố gắng đạt lấy cái giải nhì cũng được nhỉ. Cho gọi là đem một chút vinh quang về cho đất Điện Biên và cũng là để hỗ trợ cho cái công đi lại của mình nhỉ. Rồi, cảm ơn bạn nhá. Ai, xin chào em bé nhá. Đây là các du khách, người ta cũng ra đây để gọi là cưỡi ngựa chụp ảnh khi đi tham gia cái lễ hội đua ngựa này các bạn ạ. Một số những du khách ở phương xa. Các bạn ơi, có lẽ là mình sẽ tạm thời kết thúc cái video ngày hôm nay ở đây nhé. Đợi sang ngày mai thì Sơn sẽ ghi lại những cái hình ảnh mà mọi người đi tham gia cái giải đua ngựa này. Cái lễ hội đua ngựa này sẽ được tổ chức chính vào ngày mai mùng 5 tháng 6 của năm 2020 nhé. Thì trong cái buổi ngày hôm nay thì mọi người cũng chỉ là dắt ngựa ra đây để đi diễu hành thôi. Đi diễu hành và chuẩn bị công tác cho cái giải đua ngày mai. Ngày mai thì sẽ là ngày khai mạc và sẽ là vòng loại vào ngày mai các bạn. Thì trong cái video này chắc là Sơn cũng chỉ ghi lại những cái hình ảnh đơn giản như này thôi. Sau đó là ngày mai Sơn sẽ ghi lại những cái cảnh mọi người tham gia cái lễ hội đua ngựa này như thế nào thì nó sẽ có đầy đủ các chi tiết trong video ngày mai các bạn nhé. Còn bây giờ Sơn xin phép được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo ạ.